Mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay. Xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa tích cực phát triển sản phẩm ô cốp. Hướng dẫn một số kỹ thuật canh tác trên đất bị nhiễm mặn. Trước hết, mời bà con, quý vị và các bạn cùng theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Thưa bà con, thưa các bạn, tính đến thời điểm này, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã hình thành được 7 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với tổng diện tích 2.600 ha, chuyên canh các loại cây trồng mà huyện có thế mạnh như lúa chất lượng cao, ngô ngọt, ớt, mía. Để có được kết quả đó, huyện Vĩnh Lộc đã tập trung đẩy mạnh tích tụ đất đai, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang những loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần hình thành được những vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Đồng thời thực hiện nhiều cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân thực hiện sản xuất theo vùng gắn với xây dựng chuỗi giá trị. Thực tế cho thấy, sản xuất tập trung quy mô lớn sẽ thuận lợi hơn trong việc ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ và áp dụng khoa học kỹ thuật, năng suất cao hơn từ 22 đến 25% trở lên, hiệu quả kinh tế cao hơn bình quân từ 1,2 đến 1,5 lần trở lên so với sản xuất truyền thống. Trong đó, vùng sản xuất rau quả an toàn tập trung đạt giá trị thu nhập từ 450 đến 500 triệu đồng một hecta, cao hơn từ 5 đến 8 lần so với sản xuất truyền thống. Mùa khô 2020-2021, nguồn nước về đồng bằng sông Cửu Long thấp, hạn mặn sớm và kéo dài. Tuy nhiên, nhờ chủ động ứng phó với hạn mặn nên vụ đông xuân ở đây vẫn đạt kết quả cao. Vụ đông xuân 2020-2021, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã gieo cấy 1,519 triệu hectare lúa. Diện tích gieo trồng lớn như vậy, nhưng khi kết thúc vụ, gần như không có thiệt hại do hạn mặn. Theo đó, ngay từ trước khi triển khai vụ đông xuân 2020-2021, các địa phương đã dựa vào bản đồ thích ứng với rủi ro hạn mặn thống kê diện tích có khả năng ảnh hưởng của hạn và xâm nhập mặn tại các tỉnh ven biển và điều tiết thời vụ xuống giống trong toàn vùng. Qua đó, đã xác định phạm vi chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn để phòng tránh, bố trí diện tích sản xuất linh hoạt theo dự báo nguồn nước, chuyển đổi cây trồng phù hợp, xuống giống sớm hơn từ 20 đến 30 ngày, sử dụng giống lúa ngắn ngày, cực ngắn ngày và một số giống chịu hạn mặn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 4 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản cả nước ước đạt 32 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt khoảng 17 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong 4 tháng đầu năm 2021, mặc dù đối diện khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, song nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng, cụ thể, cao su tăng 111%, chè tăng 7,9%, gạo tăng 1,2%, nhóm hàng rau quả tăng 9,5%. Sắn và sản phẩm từ sắn tăng 23,9%, sản phẩm chăn nuôi tăng 37,4%, cá tra tăng 2,8%. Hạt tiêu giảm 21,3% khối lượng nhưng tăng 10,3% về giá trị. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo xuất khẩu nông sản sẽ tăng mạnh trong những tháng tiếp theo bởi nhu cầu lương thực thực phẩm tại nhiều quốc gia tăng cao do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, sự chuyển dịch trong thị trường xuất khẩu giúp kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh. Với nguồn vốn trên 31 triệu đô la Mỹ do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, dự án rừng và đồng bằng Việt Nam về biến đổi khí hậu đã góp phần bảo vệ rừng bền vững trên địa bàn nhiều tỉnh của Việt Nam. Trong giai đoạn 2012-2021, dự án đã hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang phát triển bền vững, phát thải thấp và thích ứng biến đổi khí hậu. Qua hơn 8 năm triển khai ở cấp quốc gia và các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Long An, dự án đã đạt những kết quả quan trọng và được ghi nhận. Dự án đã hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện thành công chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở quy mô quốc gia, và hiện cơ chế này đang đem lại khoảng 120 triệu đô la Mỹ hàng năm để chi trả cho việc quản lý 6 triệu hecta rừng ở nước ta. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần nâng cao thu nhập và mức sống cho hàng trăm nghìn người sống ở vùng miền núi. Dự án cũng giúp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mở rộng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm tăng tính minh bạch, hiệu quả và hiệu lực thông qua áp dụng thanh toán điện tử trong giải ngân quỹ. Thưa quý vị, bà con và các bạn, thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm ô cốp giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tích cực đăng ký ý tưởng sản phẩm, mạnh dạn tham gia chương trình ô cốp.
Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, năm 2021 này, xã Yến Sơn phấn đấu sẽ có 3 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, trong đó có một sản phẩm đạt 5 sao. Là đơn vị được lựa chọn để xây dựng sản phẩm OCOP năm 2021, công ty Bambovina ở xã Yến Sơn đã đầu tư gần 40 tỷ đồng để thay mới toàn bộ hệ thống máy cắt và máy tạo khối sản phẩm từ tre luồng nhằm nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm. Với lợi thế là sản phẩm đã được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, công ty đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn xây dựng bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm, đồng thời đăng ký xây dựng hai sản phẩm đạt OCOP là giá để giày và thất làm từ tre luồng. Trong đó, phấn đấu sản phẩm giá để giày được công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của xã Yến Sơn và của huyện Hà Trung. Doanh nghiệp đang cùng với chính quyền là xây dựng sản phẩm OCOP và phấn đấu đạt sản phẩm 5 sao cho một số sản phẩm của nhà máy như thớt tre để xuất sang thị trường Mỹ. Là một sản phẩm đặc thù của địa phương. Tất cả mọi nguyên liệu đều lấy từ địa bàn của địa phương, từ vùng miền núi, đặc biệt là các huyện miền núi khó khăn, là nguồn tre luồng ở Thanh Hóa là một lợi thế, nên là doanh nghiệp muốn bám sát vào cái đấy để xây dựng lên sản phẩm đặc trưng của tỉnh Thanh Hóa. Cùng với công ty Bambovina, trên địa bàn xã Yến Sơn còn có hai đơn vị khác được lựa chọn xây dựng sản phẩm OCOP năm 2021, đó là cơ sở sản xuất kẹo lạc Khánh Linh và công ty trách nhiệm hạn Đức Nghiêm, doanh nghiệp chuyên sản xuất chế biến kinh doanh nhựa thông và các sản phẩm từ gỗ. Bên cạnh việc tuyên truyền để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hiểu được ý nghĩa, giá trị và hiệu quả của chương trình OCOP, xã Yến Sơn còn hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ về mặt bằng để mở rộng sản xuất, khuyến khích đổi mới thiết bị công nghệ, hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Từ đầu năm 2020, xã đã khảo sát, bố trí đất và xây dựng các địa điểm để trưng bày sản phẩm, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, kết nối với các tổ chức hội nông dân, văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa và phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Hà Trung, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ, năng lực trong quản lý, kinh doanh các sản phẩm OCOP. Hiện nay thì gia đình đang phấn đấu để làm cái sản phẩm OCOP và chúng tôi đang phấn đấu ngày một về cái vệ sinh an toàn thực phẩm, mọi cái chất lượng của sản phẩm được nâng cao lên. Và hiện nay thị trường của chúng tôi thì cũng rất là ổn định, nhưng mà chúng tôi vẫn phấn đấu để làm sao để đạt được cái sản phẩm có thương hiệu OCOP đấy. Để nếu mà đạt được OCOP thì sản phẩm sẽ được đi xa hơn, sẽ bán được nhiều hơn và thị trường sẽ được mở rộng kinh doanh tốt hơn. Khi mà phát triển thành công cái sản phẩm OCOP thì góp phần phát triển kinh tế của địa phương, tạo động lực cho phát triển kinh tế. Hai nữa là đối với là công ty là cũng tạo được công ăn việc làm. Hai nữa sản phẩm là cũng có thương hiệu trên địa bàn trong nước và có thể là xuất khẩu ra ngoài nước. Xã Yến Sơn, huyện Hà Trung xác định thực hiện thành công chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần phát huy tính sáng tạo của người dân, doanh nghiệp trong lao động sản xuất, xây dựng mối liên kết kinh tế cộng đồng bền vững, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Thưa bà con, quý vị và các bạn, mục Nhà Nông Cần Biết hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con một số biện pháp kỹ thuật canh tác hiệu quả trên diện tích đất bị nhiễm mặn. Chọn giống kháng mặn, canh tác những loại cây trồng hoặc vật nuôi có khả năng kháng mặn để khi độ mặn tăng cao ít bị thiệt hại. Thay đổi hệ thống canh tác. Cây trồng được canh tác trong mùa mưa có nước ngọt, luân canh với nuôi cá, tôm trong mùa nắng có nước mặn hay lợ. Trồng loại cây có nhu cầu nước ít. Khi mặn xâm nhập thì nước ngọt phục vụ cho sản xuất trở nên khan hiếm, nên chọn trồng những loại cây có nhu cầu nước ít, cây bắp, đậu nành và một số loại rau màu khác có nhu cầu nước ít hơn cây lúa rất nhiều. Tăng cường khả năng chịu mặn cho cây. Trong trường hợp cây trồng bị nhiễm mặn, bằng biện pháp kỹ thuật canh tác có thể gia tăng khả năng chịu mặn cho cây như phun một số hóa chất lên lá, bón dưỡng chất đối kháng mặn, cung cấp phân bón qua lá, sử dụng màng phủ nông nghiệp. Áp dụng biện pháp tưới nhỏ giọt. Tưới nhỏ giọt là một biện pháp tiết kiệm nước tưới rất tốt, hiệu quả sử dụng nước tưới lên trên 90%. Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp này, bà con cần phải điều tra khảo sát và có quy hoạch cụ thể việc áp dụng cho từng vùng sinh thái có nguy cơ bị thiệt hại do mặn. Bản tin vào trong đất của chúng tôi ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.